Dạ em xin chào tất cả các cần thủ đã quay trở lại với video mới ngày hôm nay của kênh em nha. Thì hôm nay em gửi đến các anh bột tơ nhện để cho các anh đi câu đơn đài. Có thêm cần tây. Hôm nay em có về hai cây, một cặp Navicato hàng nội địa Nhật Bản, và Navicato là ngưng sản xuất rồi các anh. Và hai cây mẫu này còn ngon lành luôn. Có thêm cần câu lưu máy đứng Shimano, lưu máy ngang Shimano, và hai cây cần ba khúc câu Saber độ cứng cao. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship canh nhé. Rồi, thì anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình giúp em. Và hôm nay em có gửi đến canh đây, hỗ trợ cho anh em mình mua cho nó thoải mái hơn. Có nhập về thêm cái loại bột tơ nhện canh. Ở đây em bán là 6 chai một combo nha. Rồi, bột tơ nhện kết dính mồi câu cá. Đó, bột tơ nhện siêu kết dính cho mình. Cái này là của KT Fishing nha các. Đây, KT Fishing. Và thành phần hạt nhũ hoa, ngũ hoa và nguyên liệu nè. Trộn theo lương, trộn theo lượng cám sử dụng nha. Các anh có thể trộn đây, cần tây. Dùng cho đánh cần tây. Chai, mỗi chai là 100g. Các anh nha, mỗi chai 100g. Khoảng gần 20 cent cho cái chai này. Rồi, em bán nguyên combo 6 chai này cho anh em mình là 99.000 nguyên combo nha. 99k một combo, cộng ship giúp em nha các anh. Cho em mã số 1, 99k bột tơ nhện của KT Fishing. Rồi, sang mã số 2 sẽ gửi đến các anh một mẫu cần câu tay của thương hiệu Navicato. Đây là hàng của Navicato Fujimoto nha. Carbon rod. Đây, cái này thì chiều dài là 8m1 và độ cứng của nó là khoảng 7H đó các anh. Ha, 7H. Có tổng là 7 lóng cho mình. Cái này đẹp nha, cái này đẹp. Em có hình đầy đủ, các anh cứ kết nối em gửi hình cho. Nó còn tem vàng. Và đầu lóng của nó ngon lành luôn, không lỗi lầm. Đấy, quá ngon. Cái này thì có đi kèm là túi vải nắp chụp đầy đủ các anh nhé. Rồi, em gửi đến các anh cái phôi bên trong của nó. Màu đen và bên trong nó có phần màu xanh xanh nè các anh. Này, tất cả các lóng nguyên vẹn không lỗi lầm và không có xước bên dưới luôn nha. Đấy, còn đẹp lắm các anh. Em mới lâu sơ qua, lâu ngoại hình sơ qua. Đó, mẫu săn hàng các anh, cho các anh săn hàng nha. Và đầu lóng là không lỗi lầm. Còn sáng đẹp, độ mới cũng khá cao. Và ngọn của nó là 1.6 ly các anh. Đây, cái ngọn này ha. Đấy, ngọn 1.6, phôi sẵn. Đấy, độ mới của nó thì em cho nó độ mới khoảng chừng là 95% đi nha các anh. Khoảng trên 90 được rồi, trên 90 nha. Bởi vì cần nó đã qua sử dụng. Đấy. Đây là mẫu cần tây Navicato 8m1 săn hàng. Đường kính ngọn là 1.6 ly, trọng lượng là 411g. Đường kính gốc tay cầm là 27 nha. Em bán với giá là 2,7 triệu. Em để hai cây đồng giá. Cái này mã số 2 2,7 triệu nha. Rồi, thêm sang mã số 3. Mã số 3 thì nó sẽ có xước một phần ở bên ngoài này các. Đây mã số 3 nè. Đó, Navicato Apollo. Rồi cái này dài là 8m1 nha các anh. 8m1. Tay cầm của cần thì nó được cuốn chỉ. Đây, cuốn chỉ còn đẹp lượt đẻ luôn. Đây, sáng đẹp luôn. Và cái này thì ngoại hình bên dưới thì ok nè. Còn bên trên này nó có xước cắn, nó có xước chạy gì các anh. Cái vệt đường trắng thì các anh không đừng quan tâm tới nha. Đó là cái vết sáng của ánh đèn. Đây, nó xước như vậy. Ở đây là vết bụi bám lâu ngày. Đó, vết bụi bám. Còn đây là xước nè. Đây mới là xước nha. Đó. Thì cái này đánh săn hàng hơn các anh. Cái này siêu thẳng luôn nha. Cái này 8m1 và cực kỳ thẳng. Cái gốc nó to. Anh nào tay to thì mình dùng. Đây em gửi đến các anh cái ngọn. Em cũng để đồng giá cái này với cái kia luôn nha. Cái này thì nó săn hàng. Nhưng mà giá nó cao hơn nhiều quá các anh. Nhưng mà nó có xước rồi đó thì em để đồng giá luôn. Đấy. Này cứng 10H lận các anh. Thẳng lắm và cực kỳ cứng luôn. Em cũng sợ cái độ cứng của cái này luôn rồi. Này cũng rất là thẳng. Tay to thì mình dùng ha. Cái này gốc to, trọng lượng cao luôn đó các anh. Đấy, đầu lóng nó không bị sao đâu ha. Cái cần này nó chỉ có xước chỗ kia thôi. Đây, thông số cần ạ. Đường kính ngọn là 2.1, trọng lượng là 740g, đường kính gốc là 33. Đây, để đây.
em bán với giá 2,7 triệu luôn, cho em mã số 3 nha, 2,7 triệu. Đó, 2, 4, 6, 8 lóng, 8 lóng các anh. Rồi em sang mã số 4, gửi đến các anh cần câu lưu nè. Lưu này là lưu bạn Shimano S-Fry, F-Dry nha, F-Dry. Và cái lưu này thì sẽ là bạn dép 1-1 cho mình nha các anh. Đó, em nhập về cho các anh mua thử nghiệm, trải nghiệm thử. Đấy, Shimano nha, mua về thử nghiệm. Có bát là bát vặn luôn. Dàn khuyên của cần sẽ là dàn khuyên Fuji nha. Phôi là phôi sắn ít toàn thân. Cái này độ cứng của nó là tầm M đó các anh ha. Này nó phải thay đổi vài số để cho nó thông quan nó mới về Việt Nam được nha các. Đây, độ cứng của nó sẽ là, nó ghi là 283, tức có nghĩa là 2m49 nha. Và nó ghi L, nhưng mà cái này hiện tại độ cứng thực của nó là M nha. Đây, thông số tải mồi của nó sẽ ok, đúng 7g đến 30g mồi. Đó, tải được 7g đến 30g. Chịu tải được 6 đến 12 pound ha. Cái này dây BE có thể dùng mát đến số 2.5. Made in Japan, có mã code tại đây. Cái này máy ngang nha, máy đứng nha các, máy đứng. Có dàn khuyên là dàn khuyên Fuji cho mình ạ. Đây, đóng chữ Fuji ha. Loại sứ được mài tròn. Những khuyên nhỏ thì nó không có nha các. Khuyên nhỏ thì nó lười đóng chữ lắm. Nhỏ nhiều khi mình cũng không thấy nữa. Rất là khó đóng nữa. Đó, khuyên đề ba này. Rồi, anh nào đi tải mồi đánh lưu thì chơi cái này. Đánh lưu có thể tải mồi giả và mồi thật nha. Cái này mã số 4 em bán giá là 750. Số 4 750. Và em có khổ ngắn hơn ạ. Khổ ngắn hơn sẽ là 700 nha. Rồi sang mã số 5. Em gửi đến cái một cây máy ngang. Cũng là dài 2m49 luôn. Dòng máy ngang ha. Đó, đi kèm túi vải và hàng nguyên vẹn luôn đó các, nguyên zin nguyên vẹn, chưa qua sử dụng luôn đó. Đây, cũng là tải mồi 7g đến 30g mồi, cũng có cái khổ ngắn hơn là 700 luôn nha. Cây này thì em bán 750, cũng là máy ngang. Cho em mã số là 1, 2, 3, 4, 5. Giá 750. Rồi em sang mã 6 ạ. Mã 6 em gửi đến cái anh mẫu cần câu 3 khúc. Cái này là một cây lục đánh xa bờ, đánh bạo lực, hoặc là đi câu bom mè, đi câu bạc bãi biển. Đây, có đi kèm túi vải luôn. Cái này là thương hiệu Olympic nha. Đây, Olympic Super Sensio Build Carbon. Dài 4m, độ cứng 35, cứng AX đó ca. Cái cần này có tem vàng đầy đủ nha. Đây, hàng Nhật vẫn còn tem vàng đầy đủ cho mình. Thương hiệu Olympic. Phôi carbon sắn nội găng hết, sắn văn hai da nội găng, bát gập còn nguyên vẹn chưa hạ bát. Khuyên bát Fuji nha. Cái này khuyên là khuyên Fuji lòng xíu xích cho mình. Phôi nội găng nè các. Đấy. Khuyên đề ba Fuji xích và khuyên gập cho mình. Đó. Đầu bu Fuji xích môi trề chống sắn dây nha. Hay môi chống sắn. Cái này tải chì đánh biển thoải mái, đánh lục xa bờ. Đường kính ngọn 3.4 ly, trọng lượng 450g. Em bán giá là 4,350 nha. Đấy, cái cần mã số 6, 4,350k cho cây này. Em sang mã số 7. Đây, mã số 7 sẽ là một cây cần câu lục luôn. Cái này là một cái bạn Thái Lan họ làm, là hiện tại là 35 cho cái bát nha. Anh nào muốn nâng hạ bát thì em sẽ hỗ trợ miễn phí sau cho mình. Cái cần này là một cái E-Line Sub của thương hiệu Mamiya nha. Đây Mamiya. Chữ đen, chữ hơi khó thấy. Nó làm bóng, nó phụ lên. Cái này bạn Thái Lan nha. Made in Thái Lan, có mã code tại đây. 4m25 cứng AX 35. Có bát gập là Fuji FS7. Cái này Thái Lan họ làm các. Thái Lan họ dựng lên cho mình. Phôi sẵn nít toàn thân và phôi dày lắm các anh. Cho nên trọng lượng của nó cao. Đây, phôi dày lắm. Rất dày nha. Dàn khuyên cần là dàn khuyên Fuji Titanium. Fuji Six Gold. Đấy.
những cái lỗ bên trong của nó to, cái này khóa, cái này chặn phao qua dễ dàng, mượt mà luôn. 2, 4, 6 khuyên ca, hiện tại có 6 khuyên cho mình. Cây cành đường kính ngọn là 307 ly, còn trọng lượng là 566 gram nha. Cái này em bán với giá là 3.250.000 nha, cho em mã số 7, 3.250.000 cho cái này. Rồi và em xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ạ. Các ủng hộ giúp em được like, được chia sẻ kênh nha. Và video thứ hai thì em sẽ đăng trong ngày vào buổi tối nay nha. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692 ạ.